chào tất cả các bạn. Nhân dịp chiến dịch huyền thoại Việt Nam vừa update khẩu súng nỏ bạc XS, thì hôm nay mình cũng nhận được khẩu này và giới thiệu cho các bạn về khẩu này. Khẩu súng này thì mình đã giới thiệu đến các bạn ở bên phiên bản Trung Quốc, mình đặt tên cho nó là nỏ điện. Nhưng mà về Việt Nam thì được đặt lại tên là nỏ bạc XS. Đây là một khẩu súng gun các bạn. Các bạn thấy lực chiến rất là cao, 63.000. Cái đây là khẩu này thì mình được thuê với 7 ngày và max level 50. Đó. Nếu các bạn có khẩu này thì các bạn cứ yên tâm, sau này chúng ta sẽ lên được cây nỏ vàng từ cái cây này. Nhưng mà không biết khi nào Việt Nam mới mở cái chế độ cho lên đời như vậy. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng khẩu này chơi thử cho các bạn coi. Mình sẽ chơi ở chế độ phối hợp thử nha các bạn. Khẩu này thì chơi ở chế độ phối hợp dị trùng thì cũng hay. Khẩu này thì chơi phối hợp thì chắc có lẽ là sẽ tuyệt vời hơn ở chế độ âm mưu dị trùng, tại vì rất là nhiều quái, chúng ta sử dụng số cool này đi bắn thì phê hơn. Lũ trùng đang dồn dập tấn công, hãy chú ý phòng thủ. Khẩu này tốc độ bắn rất chậm các bạn. Bên Trung Quốc thì có rất nhiều khẩu súng gun chơi rất là phê, chứ không như khẩu này. Mình vừa lên xe thì hết luôn rồi.
Rồi chưa kịp bắn lên mấy cái tên lửa. Khỏi cần chạy luôn các bạn, còn tí máu nữa là hạ được nó rồi. Xong. Hay lắm chỉ huy, tiếp tục tấn công nào. Cái này là chế độ gom đạn các bạn, mình sẽ thử cho các bạn coi. Nói chung thì khẩu này để cho đồng đội đi là đẹp. Khẩu này thì nó có 14 viên. Mình sẽ chơi kill cho các bạn coi. Nhưng mà chúng ta sẽ mất thời gian dùng kill. Chỉ có 1.500 thôi, cũng không thấm lắm. Để chúng ta bắn chỗ này vẫn thích hơn. Cuối cùng thì cũng hạ được rồi các bạn. Khẩu này bắn cũng tạm thôi, chứ nếu như mà nói về ngon thì chắc cũng chưa ngon lắm đâu. Sau này sẽ còn nhiều cái ngon hơn nữa. Các bạn thấy là nếu chúng ta xin chơi thì có mảnh ghép Chidori cũng rất là ngon rồi. Cho nên là các bạn cố gắng bắn cái map này. Các bạn thấy thì trong tháng này nó lại có tiếp tục cái nhiệm vụ tích lũy tiêu xài, sử dụng 2.000 kim cương thì được một bộ chip siêu thẻ và một cái con đồng đội là Kerrigan. Mình trước mình đặt cho nó là nữ hoàng gen đó các bạn. Hôm nay thách đấu lại được nhân đôi vật phẩm nữa, nên các bạn cố gắng. Online được thêm kim cương nữa, rất là nhiều quà ở đây. Mình sẽ chơi thử một vài bản DK cho các bạn coi. Thì khẩu này cũng tạm thôi, chứ nếu như mà nói về ngon thì không ngon các bạn.
Cái đây là chế độ gom đạn nè các bạn. Đó, cũng có 1000 máu à. Nói thật sự thì mất công chúng ta đứng ta chờ. Độ chính xác có vẻ thấp, nên các bạn thấy là để tâm như vậy mà bắt không trúng. Ừ, không trúng luôn các bạn. Mình để rất là tâm ngay người rồi mà sao cũng không trúng được. Khẩu này chắc mang ra, nếu như chúng ta có thì để cho đồng đội bắn cho vui, hoặc là sau chúng ta còn lên được cây nỏ vàng. Được có 600 máu à. Bể cái đường luôn các bạn. Chung chung thì BK cũng được bắn cho vui. Chứ nếu như mà chơi thì mình nghĩ chắc là không ai sử dụng khẩu này để chơi BK đâu. Mình sẽ làm thêm ván đầu to nữa các bạn ha. Các bạn chú ý thì trong cái sự kiện này nó có thêm là ra mắt đồng đội mới Kerrigan. Thì khi chúng ta nâng cấp Kerrigan thêm 33 level thì sẽ nhận ngay bộ chip dị trùng. Có nghĩa là chúng ta phải có hai con như vậy để nâng lên 4 sao thì mới lên được 33 level. Còn nếu như mà chúng ta có một con thì cũng chưa được để lấy cái nhiệm vụ này nha các bạn. Trong khi đó các bạn sử dụng 2000 kim cương thì các bạn chỉ được một con thôi. Cho nên là các bạn cố gắng là tính toán làm sao để chúng ta có thể là thực hiện được nhiệm vụ. Chứ còn nếu như chúng ta mua sử dụng 2000 kim cương rồi mà chỉ có một con thì sẽ không ăn thua. Cái gom đạn này rất là mất thời gian. Các bạn thấy phải nói là rất là mất thời gian. Rồi mình chọn sau rồi. Để tâm như vậy mà nó lại không hiểu nổi cái này nó phải đánh như thế nào.
Cái đầu nó to quá, nó chán hết chỗ luôn các bạn, không nhìn thấy luôn. Như vậy mà không trúng. Mình lấy cái thùng thì thằng kia nó bắn mất tiêu. Đầu anh này khá là bự rồi. Bự, ui không trúng được thế nào, quê thật chứ. Mình để nòng thì có vẻ như là đã chính xác lắm rồi, nhưng mà lúc mà bắn thì lại không thấy được tí máu nào cả. Rồi, như vậy là kết thúc ván đấu rất là vất vả, 14-0. Qua đây thì mình đã giới thiệu thêm cho các bạn thêm một khẩu súng nữa, nó có tên là nỏ bạc XS. Khẩu này mình đã từng giới thiệu bên phiên bản Trung Quốc, các bạn có thể là tìm xem cái khẩu nỏ vàng. Thì mình được lên đời cải tiến từ khẩu này lên. Khẩu này thì nó có cái skill là vật lực, có thể vật lực nhấn giữ nút sạc để bắn một phát nổ mạnh hợp thành từ 1 đến 4 viên đạn, cái kêu rất là cùi đúng không các bạn. Khi mà chúng ta vận lực này chúng ta phải đứng mất mấy giây, thì như vậy là trong BK sẽ rất là bất lợi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.